Nay lúa Đông Hòa tốt quá trời quá đất chiến hữu ơi. Lúc này rau nó ra nhiều quá mà chưa có vợ. Kỳ này mà lúa nó trúng rồi cưới vợ được không à, ông anh mình? Được hen, được hen. Anh Thanh ơi. Rồi tắt, à. tắt hết quật, tắt hết cái con coi. Đâu rồi, anh đâu Thanh. Rồi? Ơi, anh đi đâu nãy giờ mà em kiếm muốn chết luôn vậy đó hả? Em. Dạ. Trời đất ơi, bữa nay em đi đâu mà em đẹp quá trời quá đất vậy em? Em đi... Đi đâu? Em đi kiếm anh nè. Phải rồi mà nghe. Phải. Em. Dạ. Hồi nãy á, anh đang nhìn đồng lúa đôm bông la đà lã ngọn, thì có bước chân ai đi nghe nhẹ nhẹ. Bước chân ai đi nhẹ nhẹ. Ừ. Rồi sao anh? Cái anh mới vội vàng quay lại thì... Thì quả đúng là em mà Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu à, một tay thì xách chiếc lồng tre, còn tay kia em xách cái giỏ rau dừa. Em đi kiếm anh để nói anh nghe một chuyện. Chuyện gì? Sau khi mới vừa ra thăm ruộng, đúng là một cô gái quê kiều mẫu. Anh kiếm tặng quá lời. Anh khen thiệt à. Làm mà cho em mắc cờ. Có gì đâu mà mắc cờ. Sáng hôm nay mặt trời lớn đẹp quá. Sương lớn đầu ngõ chưa tan. Đã nghe tiếng hò theo giữa đưa sang. Hồng ơi, mới sáng sớm mà em đi đâu? Trên tay xách chiếc lồng tre sơn xanh sơn đỏ. Đôi má em bữa nay nhìn nó hồng hồng dễ thương quá à. Mắc cỡ quá à. Đôi má em hay hay như mặt trời nho nhỏ đồng sao dương. Anh Thắng. Gì vậy em? Nói nghe coi. Sao em nói mới vừa tắt nói. Em dạy vợ lòng với ba tiếng chị Hồng ơi. Nhìn em rạng ngời với nụ cười tươi, chợt nhìn anh với đôi mắt dịu hiền. Anh nghe lòng mình sao xuyến bâng khuâng, như muôn chàng hoa cùng mùi. Rồi đó tôi. Khét máy. Anh Thanh à. Gì vậy em? Sao? Lúa anh chín á, thì lúa em cũng trổ đồng rồi chứ bộ hả? Bởi vậy, vậy mà nói em là con nhà nông mà không biết gì trơn trời. Lúa anh là lúa ngắn ngày, cho nên trổ sớm bằng lúa nhà em chứ sao? Anh Thanh. Đỉnh em. Người thương thôn ngát trên đồng. Em tặng cho anh con chim sáo nhỏ. Rồi sao? Mà em đã nuôi nó từ vào cuối mùa thu. Phải không à? Mỗi cảm khi ơn. Đi ruộng về, anh nhớ đứng trước lồng chim. Ừ. Nhìn con sáo nhỏ đang rỉa lông tập nơi. Nó nói gì em? Mỗi khi nhớ đến em anh hãy nghe nó. Và bắt chước giọng cười với ba tiếng chị Hồng ơi. Thôi bữa nay em nói vậy là anh giận em luôn rồi đó. Sao mà giận em vậy? Em biết sao không? Sao?
mà em dạy cho con sáo nó nói là ba tiếng chị Hồng ơi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì tại sao em không dạy cho nó nói rằng ba tiếng anh định hỡi? Em tập nó nói rằng ba tiếng chị Hồng ơi là nhẹ để nhắc anh nghe mỗi ngày đó. Phải không à? Phải nhớ tới Hồng đừng nhớ tới ai, cô Sáu, cô Mười, cô Huệ hay là cô Mai đó. Em đúng là cô gái quê mẫu mực, em đúng là cô gái giỏi giang siêng năng. Tất cả bà con lối xóm xa gần, ai ai cũng đều ngợi khen. Anh có em là hạnh phúc lắm rồi, chứ anh nào có dám thương ai đâu. Anh Thanh. Gì vậy em? Mới ở khuya hôm qua nè, khi mới vừa cho tầm ăn xong á thì má gọi em lên nhà trên, má hỏi. Má hỏi? Dạ. Vậy hỏi gì? Má hỏi vậy chứ thằng Thanh con anh Năm Ngự, mày có ưng nó hay không thì trả lời ngay để tao trả lời với anh. Phải không em? Rồi sao nữa? Rồi em trả lời. Em trả lời sao? Rồi má mới nói tiếp như vậy nè. Má nói sao, nói nghe coi. Để anh nhờ mãi mối loài việc hôn nhân cho hai đứa được vuông tròn. Rồi lúc đó em trả lời với má sao nè? Em đứng hồi lâu rồi nói. Nói sao? Sao? Dạ con bằng lòng. Trời đất ơi, bằng lòng mà làm ta hết hồn hết trơn coi. Má nói. Má mà má của ai? Thì má của em. À, má của em cũng là má của anh chứ bộ. Má hai đứa mình ha. Má nói má là sao? Cố gắng lo ruộng rẫy xong xuôi. Xong xuôi rồi sao em? Nói anh nghe coi. Đang còn lo mua sắm Tết, mà cái Tết năm nay là cái Tết huy hoàng. Em. Dạ. Bữa nay bữa nay anh nói thiệt, anh gần bốn mấy tuổi mà chưa có vợ. Tự nhiên nghe nói tới đám cưới, tự nhiên anh đau quá à. Có nhưng, gì đâu. Nhưng mà anh sợ. Em nói anh nghe nè. Sao? Biết sao anh biết anh sợ gì không? Sao sợ vậy? Tại ba má của em má ăn ở theo xưa. Tới cái bữa đám cưới hai đứa mình ha, mà bắt anh mặc áo dài nè, đội cái cuốc cá kho, cái mang cuốc dông đi lọc thôi hả, 5 triệu đó. Trời đất ơi, không nói chịu. Anh nghe nè. Sao sao? Cái vợ á phải chịu cực khổ, bực mình có chút xíu. Trời ơi, em ơi, nói nghe nè, nghe chữ xíu là thái nè. Yêu nhau chẳng ngại gian lao, huống chi những chuyện nhỏ nhoi tầm thường. Ruộng cuốc mương cuốc dòng nhìn em. Dạ. Thấy mình nên vợ nên chồng, con Sáu trong lòng nó cũng nhảy từng từng. Trời ơi. Ý lộn. Thấy mình nên vợ nên chồng, con Sáu trong lòng cũng gọi chị Hồng ơi. Trời đất ơi.